Tuổi già tốt với con kiểu này là chết. Xin biết chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị và các bạn thân mến, tình thương của cha mẹ dành cho con cái không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới này. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng cao cả, không thể cân đong đo đếm được. Vì tình thương, cha mẹ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thậm chí nếu có phải đánh đổi cả tính mạng của mình để lấy bình an, hạnh phúc cho con, họ cũng cam lòng. Thế nhưng yêu thương con cái vô điều kiện không có nghĩa chỉ đơn giản là mang đến cho con mọi điều con muốn. Đã có rất nhiều cha mẹ vì yêu thương không đúng cách, thương con như thế bằng 10 hại con. Họ còn vô tình làm cho tuổi già của mình rơi vào bi kịch. Hãy cùng Triết Lý Vàng lắng nghe những câu chuyện sau đây để rút ra bài học cho riêng mình, quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất, gánh nợ vì tin con. Kể từ ngày nhận được giấy báo nợ 4 tỷ đồng từ ngân hàng, vợ chồng bà Hoa ông Phong ở phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, suy sụp dầu dĩ, ngất lên ngất xuống. Không thất thần, không sốc sao được, khi đang yên đang lành ngôi nhà 3 tầng ở mặt đường, tài sản tích cóp cả đời của ông bà sắp bị ngân hàng đến xiết nợ. Bà Hoa đau khổ nói trong tiếng nấc: chết đi sống lại, tôi cũng không thể tin con gái đã mang sổ đỏ của vợ chồng tôi đi vay số tiền lớn như thế và để xảy ra cơ sự như thế này. Vợ chồng ông bà có với nhau 6 người con, 4 trai 2 gái. Ngoại trừ một người con bị bệnh tật thì 5 người còn lại đều có công ăn việc làm ổn định. Cách đây một vài năm, người con gái thứ tư của ông bà ngỏ ý muốn mượn sổ đỏ của ông bà đi vay ngân hàng để làm ăn. Nghĩ con có ăn có học, sẽ biết tính toán đàng hoàng, nên ông bà chỉ hỏi qua loa về dự định của con. Và lại con nói đang cần tiền mở rộng kinh doanh. Dù không biết rõ là làm việc gì, xong hai ông bà yên tâm đưa sổ đỏ và cùng đi đến phường chứng thực. Hồi đó, con gái bảo vợ chồng tôi đến ủy ban nhân dân phường ký vào giấy để làm thủ tục vay 200 triệu đồng. Tin con nên vợ chồng tôi ký giấy, chứ mắt mũi kèm nhèm có thấy gì đâu. Mãi sau này không thấy con đưa sổ đỏ về, vợ chồng tôi cũng có hỏi, nhưng nó cứ lờ đi. Giờ mới hay giấy tờ sổ đỏ của vợ chồng tôi đã bị sang tên cho nó từ bao giờ. Và nó đã vay với số tiền là hơn 4 tỷ đồng rồi. Bà Hoa mắt nhòe kể lại sự tình như vậy. Giấy báo nợ báo lãi của ngân hàng đưa đến, bà Hoa ngất xỉu ngay lúc đó. Còn ông Phong chỉ trực đập đầu vào tường. Mọi người ngăn cản động viên mãi, ông bà mới lấy lại được bình tĩnh. Ông đã 84 tuổi và bà cũng đã hơn 70 tuổi rồi. Chỉ trông vào số tiền lương hưu ít ỏi hàng tháng, biết phải làm gì ra số tiền lớn như vậy để trả. Bà Hoa đấm thùm thụp vào ngực mình, vừa nói vừa khóc. Gia đình tôi bàng hoàng, đau đớn lắm. Chúng tôi phải khăn gói tìm một chỗ nào đó để ở tạm. Chứ nay mai ngân hàng lấy nhà rồi, chúng tôi biết phải làm sao. Câu chuyện xảy ra đâu chỉ khiến gia đình bà Hoa bàng hoàng, mà còn làm xôn xao cả xóm nhỏ. Ai biết chuyện đều đến động viên khuyên nhủ ông bà giữ bình tĩnh để vượt qua. Những người con còn lại thì trách ông bà là tại sao không bàn bạc với các thành viên trong gia đình trước khi đưa sổ đỏ cho em cho chị. Sao lại tin tưởng, im lặng đi ký vào giấy tờ mà không biết rõ nội dung là gì? Vì sao ông bà không tìm hiểu rõ ngọn ngành công việc con mình làm, đã tin tưởng giao cả tài sản cho con? Ngẫm đi ngẫm lại, vừa thông cảm, vừa thương gia đình bà Hoa, nhưng cũng vừa giận vừa trách. Điều đáng buồn hơn là trước đây bà Hoa đã từng biết một trường hợp tương tự như vậy. Người cháu họ hàng của ông bà đã mượn sổ đỏ của bố mẹ đi vay ngân hàng, và cũng để cho bố mẹ phải gánh số nợ lên đến 17-18 tỷ đồng. Quá sốc trước sự việc xảy ra, người bố đã mất ngay sau đó. Tại sao đã biết, đã thấy vết xe đổ như vậy,
mà ông Phong bà Hoa vẫn dẫm vào. Ông bố bà mẹ nào chẳng tin con. Ai chẳng muốn cho con mình có thể làm ăn khấm khá, kinh tế gia đình bền vững. Nhưng niềm tin thì phải có cơ sở. Và ít ra trước một việc lớn như vậy, bà Hoa phải bàn bạc với tất cả các thành viên trong gia đình của mình. Trách bà Hoa một phần, nhưng trách người con của bà đến trăm phần. Dù biết công việc làm ăn có thể thua lỗ, nhưng không thể dựa vào niềm tin, tình thương của bố mẹ để lừa lọc chính người đã sinh thành ra mình như vậy được. Liệu người con ấy có biết rằng, chỉ vì những hành động ấy của mình đã khiến cho bố mẹ lâm vào bi kịch tuổi già, không tiền bạc, không sức khỏe để lao động, họ lấy gì để trả nợ số tiền lớn như vậy? Một đời chất chiêu dành dụm xây được căn nhà. Ấy vậy mà giờ đây, khi ở tuổi xế chiều, ông Phong bà Hoa phải đi tìm một chỗ ở tạm bợ nào đó để ở trong suốt quãng đời còn lại. Quý vị thân mến, cha mẹ ai chẳng tin tưởng vào con cái. Và nếu cha mẹ phải đề phòng với chính những đứa con do mình sinh ra, thì quả là bi kịch. Thế nhưng cha mẹ tin tưởng để động viên các con làm ăn, giúp đỡ một phần lúc các con khốn khó, chứ không phải tin tưởng để rồi giao tất cả tài sản của cải của mình cho con. Mà tài sản của cải ấy chính là chỗ dựa tài chính cho tuổi già của cha mẹ. Mất đi những thứ ấy, cha mẹ biết dựa vào đâu? Và không riêng gì ông Phong bà Hoa, nhiều trường hợp khác cũng phải tin tưởng giao toàn bộ của cải tài sản, thậm chí là cả sổ hưu, sổ tiết kiệm cho con vay vốn làm ăn, để rồi đổi lại một cái kết đầy bi kịch của tuổi già. Không những phải gánh khoản nợ lớn khi bản thân không còn sức lao động, mà cha mẹ còn phải chứng kiến bi kịch tinh thần đau xót hơn, khi tình cảm gia đình rạn nứt, tan đàn xẻ nghé, thậm chí là đổ vỡ. Câu chuyện thứ hai, tuổi già không trốn nương thân vì cho con mượn sổ đỏ. Mấy tháng qua ông Tiến như là người mất hồn, trước nguy cơ phải bán nhà trả nợ cho con gái mượn sổ đỏ cầm cố, vay 500 triệu đồng để làm ăn. Đến khi làm ăn thua lỗ, vợ chồng người con gái đã bỏ đi biệt tích, để lại cho ông bà số nợ vượt quá khả năng chi trả. Ông Tiến bày tỏ: "Tôi rất ân hận vì đã nhẹ dạ cả tin khi ký giấy đồng ý cho con cầm cố đất để vay tiền. Nếu không liên lạc được với vợ chồng nó, chắc tôi phải bán nhà để trả nợ. Bạc đầu rồi mà vẫn còn xài, chỉ vì tin con mà giờ có nguy cơ tuổi già không trốn nương thân." Tình cảnh của vợ chồng ông Thắng ở Biên Hòa, Đồng Nai còn thê thảm hơn nữa. Đang ở trong căn nhà 3 tầng khang trang tiện nghi, có nằm mơ ông cũng không nghĩ có ngày ông bà phải sống trong căn nhà trọ chật chội, nóng bức, đồ đạc cứ chất chồng lên nhau, chắn cả lối đi như thế này. Vợ chồng ông ứa nước mắt khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình. Với số tiền lương hưu ít ỏi, chỉ đủ để trả tiền nhà trọ và sinh hoạt tối thiểu, ông bà biết lấy gì để mua thuốc men điều trị căn bệnh tim của ông và bệnh tiểu đường đã biến chứng nhiều năm nay của bà. Tuổi già có nhà cửa đàng hoàng, hàng tháng có nguồn thu nhập từ việc cho thuê tầng 1. Những tưởng được sống sung sướng an nhàn, ông bà nào có ngờ lại ra cơ sự này. Vợ chồng ông có duy nhất một người con trai. Khi mới lập gia đình, cuộc sống của vợ chồng chúng cũng không đến nỗi chật vật. Số tiền lương hàng tháng đủ chi trả và chăm lo cho con cái. Nhưng về sau con dâu ông bà sinh đôi thêm 2 bé. Vậy là gia đình có đến 4 đứa con. Tiền lương công chức hành chính hàng tháng chẳng đủ nuôi con ăn học. Thế là con trai ông quyết bỏ ra ngoài để kinh doanh riêng. Nhưng ngặt nỗi vốn liếng ở đâu, khi mà tiền kiếm được hàng tháng đến đâu đã tiêu hết đến đấy, thậm chí là còn chẳng đủ nữa. Con trai bàn bạc với ông bà mượn sổ đỏ căn nhà ông bà đang ở để vay vốn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Công việc làm ăn của con trai ông bà bết bát, tiền lãi hàng tháng không trả được, khiến số nợ ngân hàng cứ thế lớn dần lên. Chẳng còn cách nào khác, ông bà đành phải bán nhà đi trả nợ thay con. Ngày giao nhà cho chủ mới, đứng trước căn nhà cả đời tích góp của mình, ông bà bật khóc nức nở,
hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Kể ra những câu chuyện này không phải để nói với những bậc làm cha làm mẹ rằng không được tin con hay phải đề phòng con cái, mà chỉ nhắc cha mẹ cần hết sức cẩn trọng trong quan hệ trao đổi bằng tiền bạc của cải, hay là thế chấp nhà cửa để tránh gây những bi kịch sai lầm, bi kịch của niềm tin. Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Một bàn tay. Phòng bệnh im phăng phắc, bà Hoa nằm quay mặt vào vách tường, nơi có ô cửa sổ lúc nào cũng đóng chặt vì phòng gắn máy lạnh. Bà thèm được hít thở không khí ngoài ban công, nơi mấy con chim sẻ cứ xả xuống kiếm ăn. Đến tiếng hót của bọn sẻ nâu ấy, giờ bà cũng không còn nhớ rõ nữa rồi. Ngày tháng đối với người nằm viện kỳ cựu như bà dường như vô nghĩa. Đến đêm và ngày cũng chỉ phân định nhờ bữa ăn giấc thuốc và ánh nắng chiếu vào khung cửa kính. Phòng bệnh lúc nào cũng sáng trưng đèn điện. Bệnh nhân nơi này cũng quen với ánh sáng tiếng ồn thăm nuôi hay tiếng xe chuyển người ra vào thường xuyên. Cái chết như nhai răng tươi cười ghẹo đùa những khuôn mặt mệt mỏi, những tấm thân bất lực của những người cố níu lấy sự sống chưa chắc là vì bản thân như bà vậy. Giá như đấng quyền năng cho bà chết đi ngay lúc mới phát bệnh thì hay biết mấy. Bà không phải chịu đau đớn bất lực về thể xác, mà lúc đó nhà bà còn niềm vui, còn tiếng cười. Giá mà bà chết lúc ấy hẳn bọn nhỏ sốc và tiếc thương bà nhiều lắm. Khi nỗi đau ấy qua đi thì cuộc đời chúng thanh thản hơn, không vất vả khổ sở với bà như bây giờ. Bà Hoa khóc, những giọt nước mắt cứ đổ xuống chiếc gối ố màu nước tẩy. Giá mà bà biết đau bệnh dai dẳng khổ sở thế này thì bà đã chẳng tham công tiếp việc, lầm lũi bán buôn sấp mặt và lờ đi những dấu hiệu của sức khỏe. Cũng tại bà cầu toàn nữa, bà muốn con mình không thua kém ai. Dù chúng không còn cha thì người mẹ giỏi giang tháo vát như bà quyết không để cho chúng thua bạn kém bè mà tủi thân, mà giang dở việc học hành. Cũng tại bà tham dòng tiền vào ra sung túc mà quên đi thằng út cần bà nhiều hơn các anh chị nó. Bà lơ là, bà chủ quan rằng bà hy sinh vất vả, các con sẽ biết thương mẹ, biết chăm sóc bảo ban nhau. Thì đúng là chúng đều ngoan ngoãn hiền lành và yêu thương nhau đó thôi. Đứa lớn chăm đứa bé, anh chị bảo ban em thay cả cha lẫn mẹ. Bà đã từng hạnh phúc và tự hào với những người xung quanh biết bao. Chỉ duy nhất thằng con út, cái thằng hiền lành ít nói nhất nhà, luôn cun cút bám anh bám chị. Nó chưa từng to tiếng cãi lời ai trong nhà, đi về luôn ngoan ngoãn cúi đầu chào hàng xóm. Vậy mà theo bạn bè nghiện ngập lúc nào không hay, rồi vướng vào tội lỗi. Đến khi bà hay biết thì cái thằng con út bà cưng hơn trứng mỏng ấy đã đổ đốn mất rồi. Bà suy sụp hẳn khi chứng kiến nó bị công an còng tay dẫn đi. Đôi mắt nó dài dại vô hồn vì cơn phê thuốc chưa tan, nhìn bà trơ trơ như mắt con cá chết ngâm lâu trong nước. Giờ thì bà chẳng còn gì cả. Căn nhà bà ký giấy bán để phần trả nợ cho thằng út, phần chia cho những cuộc lọc máu của chính bà, chắc giờ cũng gần cạn sạch rồi. Bà chỉ mong mình mau chết, nhưng hình như sâu trong lòng, bà lại muốn phép màu nào đó cho bà sống lâu hơn một chút. Bà muốn khỏe mạnh để nhìn thấy đám con bà vui vẻ với nhau như ngày xưa. Bà muốn nhìn thằng út quay về làm người lương thiện, thằng lớn không ủ ê đăm chiêu buồn bã, con hai không đến quay đi lau mắt rồi cười giả lả, con ba không cau có gắt gỏng trách móc cuộc đời một cách vô lý. Thằng cả hồi môn người ta bởi tự ái gia đình người yêu nó chê bai thì ít, mà bởi gánh nặng với mẹ và em thì phần nhiều. Con hai cũng chia tay người yêu với lý do phải lo cho gia đình, không thể theo chồng làm dâu xa xứ. Con ba phải bỏ giấc mơ làm nhà tạo mẫu mà vào học sư phạm, bởi gia đình đã mất khả năng kinh tế. Giờ gánh nặng cho chúng nó ngoài bà còn thêm thằng em tù tội giữa đám đầu gấu lưu manh trong tù, khiến chúng cứ nơm lớp lo. Trời đã tối thẫm ngoài khung cửa kính, tiếng lóc xóc của xe đẩy tiêm thuốc lăn đến cửa phòng.
và giọng nói thanh thanh của cô điều dưỡng sắp cất lên câu chào quen thuộc. Bà Hoa đưa cánh tay ê biếng tím loang do những vết châm ven chồng chất lên quệt nước mắt. Bà không muốn ai nhìn thấy bà khóc. Một tiếng kêu đau bà cũng chưa từng thốt lên. Nếu bà còn tỉnh táo, y bác sĩ ở đây ai cũng biết và khen bà gan lì kỳ lạ. Họ khen bà với mấy đứa chúng nó nữa. Ừ, thả như thế còn hơn để chúng thấy bà đau đớn ủy mị. Bà đã quen giấu nỗi sợ đằng sau những câu gắt nhẹ. Nỗi sợ từ cái đau buốt của những chiếc kim, đến sự chống hứng toàn tấm thân lạnh run khi máu rút ra ngoài, ngoằn ngoèo trong những sợi dây lằng nhằng nối với cái máy rì rì cạnh giường. Nỗi sợ đến ám ảnh không dám nhìn vào cái vòng quay giữa trung tâm. Cái máy liên tưởng đến cái đĩa hát có thể ngưng khi mất điện. Sự sống, trái tim, cơ thể, nhiệt độ của bà phụ thuộc vào cỗ máy ấy, ngày càng phụ thuộc nhiều hơn bởi hai quả thận giờ chỉ sinh thêm chất độc. Giấu đi nỗi sợ thật khó khăn và đau đớn đó, có lẽ là điều duy nhất bà làm được cho các con lúc này. Người anh đẩy hộp cơm về phía cô gái nhỏ. Con bé má đỏ hồng vì nắng, trán lấm tấm mồ hôi đưa muỗng xúc ăn ngấu nghiến. Vừa nhai nó vừa lúng búng khoe với anh chị về công việc làm thêm ở tiệm sách nó vừa nhận được. Con bé nghẹn vì đút vội, nhận chai nước từ tay cô chị, dốc ngụm lớn vào miệng còn đầy cơm. Người chị đưa tay vuốt đám tóc mai đang xòa, cuốn ngang cái đầu mũi hếch lấm tấm mồ hôi của nó, nhẹ nhàng nói: "Em có việc làm rồi thì đừng cáu gắt trước mặt mẹ nữa nha. Anh chị biết em muốn phụ giúp, nên tâm lý em núng nóng khi bất lực. Em quyết định vào sư phạm đã thiệt thòi cho em. Phải bỏ mơ ước từ bé rồi. Từ từ khi nào khá hơn, em có thể học thêm ngành đó sau." Em nói năng vô ý trước mặt mẹ, để mẹ buồn là tội lắm nghe chưa? Biết mẹ còn ở với mình được bao lâu nữa, em cũng không được bi quan như vậy. Người anh cắt lời cô chị: "Anh em mình đã xét nghiệm rồi, nhưng không có ai phù hợp để hiến thận cho mẹ. Nhưng mẹ vẫn còn hy vọng vì thằng út chưa xét nghiệm. Hôm qua anh mới trao đổi với trại, người ta bảo nó ổn lắm. Họ bảo từ khi nó biết về bệnh tình của mẹ, nó như người khác hẳn. Nó chăm tập thể lực bằng cách làm việc chăm chỉ. Nó ngoan ngoãn với cả quản giáo lẫn bạn tù. Chuyện của nó cũng được các anh cán bộ trong đó thông cảm lắm. Chắc chắn nó sẽ ra tù đúng hạn thôi." Người chị thở dài. Tiếng cô em cũng trùng xuống: "Cầu trời phù hộ cho mẹ. Cả đời mẹ đã vất vả khổ sở vì anh em mình rồi. Em giận thằng út lắm. Vậy nhưng nếu mẹ qua được lần này, em sẽ tha cho nó. Chắc nó cũng tỉnh ra, thấy hậu quả của nó gây ra như thế nào rồi. Chuyện đó không bàn nữa. Chỉ cần anh em mình còn mẹ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi." Hai đứa thay phiên nhau tuần này chăm mẹ ban ngày, để ca đêm anh trông cho. Bọn em cần ngủ đêm đủ giấc mà giữ lại chút nhan sắc chống ế nghe chưa. Anh mới cần ngủ nhiều hơn, để tuần này em ngủ trông mẹ. Tuần này cơ quan vãn việc rồi, anh về nhà trọ để xung quanh họ thấy phòng mình có bóng đàn ông, cho con nhóc này bớt sợ. Nhớ nấu ăn đàng hoàng cho anh nghe chưa em. Em kể, anh cả nấu mì ngon nhất quả đất. Anh nấu mì cho em nhé. Lâu lắm em chưa được ăn mì gói nấu rau muống chả với trứng lòng đào. Cả cơm rang tép của anh nữa, cả bánh mì chiên tỏi nữa. Nổi mụn thì ế dài dài, đừng có bắt đền anh đấy." Tiếng cười bật lên nho nhỏ giữa hành lang vắng. Ba khuôn mặt trẻ trung như nhuốm sự mệt mỏi, bừng sáng khi ánh mắt anh em họ nhìn nhau trìu mến. Bà Hoa thấy mình đang trôi bồng bềnh, đầu óc bà lơ mơ mộng mị. Những âm thanh như từ xa dội đến gần, lao xao rồi lớn rõ dần. Rồi bà nhận ra cơ thể bà rất khác. Có thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng như luồn vào tay chân bà, khiến chúng nhẹ bỗng chứ không lạnh và nặng trĩu như mọi khi nữa. Có sự nhói đau nơi ổ bụng và phần lưng phía sau mỗi khi bà thở mạnh và cơn đói. Thật kỳ lạ, cảm giác đói lạ lẫm trong dạ dày dội lên khiến bà sửng sốt. Đã bao lâu bà không còn cảm giác này rồi nhỉ? Bà không biết nữa,
chỉ biết cái cảm giác bụng rỗng và thèm ăn này khiến bà thấy mình còn sống. Tiếng lao sao của nhiều người quanh bà. Bà Hoa cố mở mắt ra, đôi mi mắt dính chặt vào nhau như có keo dán chúng lại. Ánh sáng mạnh quá khiến bà hấp háy mi mắt cho đỡ chói. Những bóng áo xanh quây quanh bà. Khuôn mặt người bác sĩ đang mỉm cười gật gật đầu. Khuôn mặt của những đứa con bà trong mũ trùm tóc phía trên những chiếc áo y tế xanh. Rồi bà nghe tiếng khóc, tiếng xịt mũi rõ to của con bé em kèm tiếng gọi mẹ ơi mếu máo. Tiếng con chị nó thì thào nhắc em không được gây ồn. Khuôn mặt điềm tĩnh của đứa con cả đang đẫm nước mắt. Và nụ cười ngoác tận mang tai của nó nom thật kỳ lạ. Rồi bà nghe tiếng nức nở, tiếng khóc nghèn nghẹn, rồi vỡ òa, cùng cảm giác một bàn tay bíu chặt vào cánh tay bà. Thằng Út. Giờ bà nhận ra cái đầu thằng con trai Út đang rụi bên cạnh vai bà. Chắc nó quỳ dưới sàn nhà mà ôm lấy bà từ nãy tới giờ. Bà quay nghiêng mặt nhìn vào mặt nó. Đôi má phúng phính trước đây đã hóp thòn lại xanh xao. Bà thấy cay cay nơi mũi khi nó đưa ống tay áo bệnh viện lên chùi mắt. Vậy là nó đã cứu bà với quả thận phù hợp. Thằng bé con tí xíu còn bú ngửa, đã mất đi hơi cha, giờ như đã trưởng thành. Người bác sĩ già gật gù hài lòng khi kiểm tra lần cuối các chỉ số của bà. Ông mỉm cười giơ một bàn tay hỏi. Chị còn nhớ trước đây gây mê phẫu thuật, chị nói với tôi về thứ này không? Giờ tôi có thể an tâm chúc mừng chị. Vị bác sĩ bước đi. Bốn khuôn mặt các con bà quây quanh giường mẹ đang rạng dần lên nụ cười hạnh phúc. Bà Hoa cũng mỉm cười khi nhớ đến khoảnh khắc trước ca mổ. Vị bác sĩ già dù gì hỏi chuyện để bà quên đi nỗi sợ. Bà đã nói về thứ quý giá nhất đời bà là các con. Anh em chúng nó như những ngón tay trên một bàn tay. Có đứa mới niên thiếu đã trưởng thành. Còn có đứa mãi non nớt ngây thơ như bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Chúng chỉ mạnh nhất trong tương trợ lẫn nhau. Bàn tay bà ấm hơi tay các con đang nắm chặt. Bà mỉm cười khi chợt nghĩ gia đình bà khác nào một bàn tay. Bà mỉm cười khi chợt nghĩ gia đình bà khác nào một bàn tay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Khi về già, làm sao để duy trì lòng hiếu thảo của các con? Xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị và các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về chủ đề mà rất nhiều người già quan tâm, đó là lòng hiếu thảo. Chuyện hiếu thảo với cha mẹ thời nào cũng có nhiều chuyện để bàn cãi. Khi cha mẹ tuổi cao, cũng là lúc phải nương tựa vào các con và luôn mong mỏi nhận được lòng hiếu thảo từ chúng. Nhưng trên thực tế rất nhiều bậc cha mẹ không được con cái báo hiếu, mà thậm chí chúng còn tìm cách lấy đi tài sản tiền bạc còn lại của cha mẹ mình. Người xưa người ta hay nói, hiếu thảo với cha mẹ thì sinh con ra chúng sẽ hiếu thảo lại với mình. Nhưng xem ra thời nay đã khác rồi. Sinh con và nuôi dưỡng chúng nên người là trách nhiệm mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng cố gắng hoàn thành, dù trong những điều kiện khó khăn nhất. Khi về già, bạn có thể mạnh miệng nói rằng tôi tự lo cho mình được, không cần con cái chăm sóc. Đó là lúc bạn còn sức khỏe, còn tài chính dự phòng, còn tài sản. Đây là nền tảng tốt cho một tuổi già tự do, không bị ràng buộc bởi mọi thứ. Nhưng với thời gian, khi con cái bạn ngày càng già đi và chúng cũng có những mong muốn giống như chúng ta ngày trước, chúng cũng sẽ không thể dựa vào con mà phải sống một mình cho đến lúc qua đời, cũng y như cha mẹ của chúng. Ta lo cho con ta lại lo cho con chúng. Đời người lại cứ xoay quanh cái vòng luẩn quẩn ấy. Lúc về già không ai có thể bắt buộc con cái có hiếu với mình hoàn toàn được. Làm cách nào để duy trì mối quan hệ cha mẹ con cái ở mức độ tốt nhất có thể? Dù bạn già hay trẻ, cũng nên xem hết video này. Chắc chắn bạn sẽ rút ra được rất nhiều trải nghiệm đáng giá. Bạn sẽ nói, tôi giáo dục chúng hàng ngày và chúng sẽ hiếu thảo với tôi. Bạn đặt được con và nuôi hy vọng.
nhưng trong thâm tâm bạn không dám chắc chắn về điều đó. Tôi hỏi bạn, từ khi dựng vợ gả chồng cho chúng, có gia đình riêng, chúng đã lo cho bạn được những gì, nấu cho bạn được bao nhiêu bữa cơm, cầm cho bạn được bao nhiêu tiền, hỏi thăm bạn được mấy lần. Khi bạn bệnh nặng, bạn hy vọng chúng sẽ chăm sóc cho bạn tận tình. Nằm mơ đi bạn, chúng sẽ vào thăm bạn, chào hỏi qua loa vài câu rồi biến mất. Bạn mong đợi vào sự hiếu thảo của con, nhưng bạn quên đi bản chất thực của cuộc sống, buộc chúng phải quay đi để lo cho cái túi tiền và đám con của mình. Hãy nghĩ về lúc ta còn nhỏ, cha mẹ chúng ta yêu thương ta như chúng ta yêu thương con cái của mình bây giờ. Nhưng khi ta trưởng thành và có gia đình, rồi sinh con, ta sẽ dành phần lớn thời gian cho gia đình của mình mà quên đi mẹ cha. Các con ta đang làm cái việc mà ngày xưa ta đã từng làm như thế. Cớ sao bạn lại phiền muộn và trách hơn chúng? Nếu bạn nói tôi yêu cha mẹ của mình hơn tất cả, điều đó là chưa thật lòng, bởi vì bạn sẽ không dám hy sinh mọi thứ vì họ. Bạn yêu bố mẹ là đúng, nhưng là khi họ còn sức khỏe, là khi họ còn tiền, còn nhiều tài sản, và bạn nhìn vào đó, hy vọng được chia chác. Nhưng khi họ nằm trên giường bệnh, bạn có còn nói như thế không? Hơn nữa, nếu lo cho cha mẹ thì gia đình của bạn sẽ ra sao? Thói thường người ta yêu bản thân trước tiên, rồi đến gia đình riêng, cuối cùng mới là cha mẹ. Đảo lộn các vị trí trên, các gia đình lớn nhỏ sẽ xảy ra xung đột. Trải nghiệm thứ nhất, có tiền để duy trì lòng hiếu thảo của các con. Nghe qua có vẻ cực đoan và tính toán, nhưng thực tế đã minh chứng điều này là đúng. Nên nhớ tài sản của bạn phải nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Khi bạn có tài sản, con cái sẽ cố hết sức để có hiếu với bạn. Lý do rất đơn giản và dễ hiểu. Khi bạn già đi, nếu con cái bất hiếu, bạn có thể lấy hết tài sản để hiến tặng từ thiện, hoặc dùng tiền của mình để vào sống trong viện dưỡng lão. Vì bạn có tiền, bạn có thể tự quyết định số tiền đó cho bản thân mình. Hoặc đứa con nào có hiếu hạnh đối xử tốt với bạn, thì có thể chia tài sản cho đứa con đó, hoặc lập di chúc trước khi chia đều để tránh việc tranh giành tài sản. Nếu có ai đó đến tôn vinh bạn, thì họ tôn vinh tiền của bạn. Còn tài sản trong tay, cái lợi ích thứ nhất là bạn có thể tự lo cho mình mà không phiền đến con cái. Lợi ích thứ hai là không để con cái của mình rơi vào con đường xấu mà bản thân chúng không hề muốn như thế. Thế thì quá trình nuôi dạy con cái hiếu thảo của bạn sẽ đạt được những mong đợi cơ bản. Ngược lại, nếu như chia tài sản trước khi bạn đi về nơi xa ấy, thì tôi nói với bạn rằng bạn sẽ đau khổ cùng cực vì sự trở mặt của con cái, sự bỏ rơi và khinh rẻ. Nếu bạn không tin, hãy nhìn xung quanh bạn. Những đứa con bất hiếu đã bỏ rơi cha mẹ của mình vì họ nghèo và phải sống dựa vào chúng. Một bài học lớn cho tuổi già của bạn. Nếu bạn còn tiền thì bạn là thần tài trong mắt con cái của bạn. Nhưng nếu phân phát hết cho con cái, đến lúc già yếu trong tay không còn đồng nào, khi bạn cần con cái chăm sóc, bạn là thần dịch hạch trong mắt chúng, khiến chúng phải bỏ chạy đi thật xa. Chỉ cần bạn còn tài sản trong tay, bạn có thể kiểm soát cuộc đời của mình lúc về già. Nhiều người lớn tuổi sẽ nói, nếu xem video này sớm hơn, tôi sẽ không phải hối tiếc ân hận trong muộn màng. Trải nghiệm thứ hai, bây giờ lỡ đã giao nhà chia tiền cho con cái hết rồi, con cái sẽ không quay lại với mình. Bây giờ ta bắt đầu hối hận và thở than. Tôi làm việc cả đời để lo cho con cái đi học, lập gia đình, rồi lập nghiệp, mua nhà mua xe cho chúng. Tôi đã làm tất cả mọi thứ vì các con. Nhìn lại tôi đã 70-80 tuổi rồi, và tôi không dành dụm được tài sản nào riêng cho mình trong suốt cả cuộc đời. Trong hoàn cảnh này, làm thế nào để đảm bảo con cái vẫn có hiếu với mình? Đó chính là tổ ấm và tinh thần. Các bạn lớn tuổi nhất định phải nhớ nếu cả đời chưa dành dụm được chút tài sản nào. Phần này phản ánh giá trị con người của bạn. Mối quan hệ con cái không chỉ là mối quan hệ huyết thống. Bản chất con người nó là sản phẩm của vật chất, cũng là sản phẩm của tinh thần. Tinh thần con người cần cái cảm giác thân thuộc, và tâm hồn con người luôn cần một bến đỗ. Và bến đỗ này là tổ ấm nguyên sơ nhất trong lòng người.
tổ ấm này không phải là tổ ấm nhỏ của con cái sau khi lập gia đình, mà là giá trị tinh thần cha mẹ trao tặng theo nghĩa tổ ấm gia đình. Khi con cái thất bại trong cuộc sống, có thể là lúc chúng ở một mình, chúng sẽ nhớ nhà, nhớ đến cha mẹ. Và nếu chúng thành công đang ở trên đỉnh vinh quang, nhưng rất cô đơn và cô độc, tiêu hao rất nhiều năng lượng, sự kiệt quệ về thể chất và tinh thần, chúng cần một nơi nương tựa để quay về bến đỗ đầu tiên của mình. Nơi ấy có hai người luôn nghĩ về chúng và sẵn lòng mở rộng vòng tay đón chúng trở về. Lúc đó chúng chợt nhận ra rằng cha mẹ là lớn nhất, là vĩ đại nhất mà bao năm chúng đã bỏ quên. Giá trị của điều này là nơi trú ẩn tâm hồn cho tinh thần của con bạn. Đây là con át chủ bài cuối cùng trên ván cờ cuộc đời với những đứa con của mình. Đừng bỏ đi một ván bài tốt, cho dù con bạn đang làm việc tốt hay xấu với bạn. Mà khi chúng quay về nhà, bạn cần ngưng cằn nhằn những chuyện trước đây, hay nói quá nhiều về nỗi khổ của mình, những khó khăn trong cuộc sống, tuổi già và bệnh tật. Nói những điều không hài lòng của bạn về các con, dù chúng có đối xử tệ bạc với bạn bao nhiêu đi nữa, thì chúng vẫn là con của bạn sinh ra. Điều này không thể thay đổi được. Thay vì oán hận lẫn nhau, làm cha mẹ hãy bao dung và tha thứ. Hãy yêu thương chúng như thuở nào, vì ta xứng đáng là cha mẹ của chúng. Bạn có nhớ đã bao lâu rồi bạn không kéo con mình lại khi chúng thất bại, chán nản? Đã bao lâu rồi bạn không ôm con của mình vào lòng để vỗ về an ủi chúng, nói rằng đây là bến đỗ mà con có thể tìm về bất cứ lúc nào? Khi con bị thương hay mệt mỏi từ bên ngoài, hãy về nhà của mình con nhé. Chắc chắn một ngày nào đó, chúng sẽ quay về. Hãy tin tưởng vào điều đó. Cha mẹ là đối tượng duy nhất để con cái tâm sự, mà không sợ bất cứ một nguy hại nào. Và chúng sẽ nói thật lòng mình. Khi con quay về, chúng sẽ tìm được cảm giác quen thuộc ấm cúng trong ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên. Chính tình yêu thương vô bờ bến của bạn đã giúp chúng thay đổi trở thành một con người tốt. Và chúng nhận biết rằng không thể thiếu vắng hai cây cổ thụ che chở cuộc đời của chúng. Nếu bạn là một người trẻ, sau khi xem video này, bạn có muốn mình như thế nào? Chúng ta có thể hiếu thảo với cha mẹ mình ngay khi chúng ta không muốn tài sản của họ. Khi cha mẹ chúng ta già đi và qua đời, tài sản này cũng sẽ là của chúng ta. Lúc này chúng ta hưởng ân huệ từ cha mẹ mà không có một chút ân hận nào. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ, bạc đãi và hắt hủi họ, dù bạn nhận hết tài sản, bạn cũng không thoát khỏi miệng đời nguyền rủa là một đứa con bất hiếu, thiếu lương tâm. Bạn sẽ cắn rứt cả một đời. Chắc chắn bạn không muốn như thế, vì bạn còn có những đứa con của mình, chúng đang nhìn theo bạn để sống. Nếu bạn là một cụ già, khi xem video này, thì hãy nhớ rằng nếu bạn có tài sản, thì tất cả tài sản phải thuộc quyền kiểm soát của bạn. Ngày nào bạn còn nắm giữ tài sản trong tay, thì mối quan hệ cha mẹ con cái sẽ duy trì ở mức độ tốt hơn. Lúc về già, dù sống thế nào, hoàn cảnh ra sao, điều kiện sống tốt hay xấu, nên nhớ chăm sóc cơ thể thật tốt. Có hai điều kiện tốt nhất mà khi về già ta cần có, đó là tiền và sức khỏe. Phải có một trong hai điều kiện trên. Không có nhiều tiền thì nhất định phải có sức khỏe. Khi bạn khỏe mạnh và khỏe mạnh đúng nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc đời thật đẹp và đáng sống. Hãy quan tâm về các vấn đề tinh thần của con nhiều hơn những khó khăn về vật chất. Hãy cho chúng một bến đỗ tinh thần, cho chúng một mái nhà đầy ắp tình thương yêu, một nơi trú ẩn ấm áp và an toàn. Hãy để con bạn dù giàu hay nghèo, dù tốt hay xấu ở bên ngoài, nhưng khi quay trở về sẽ trở thành những đứa con hiếu thảo, bởi chỉ có cha mẹ mới cho chúng được sự bình yên và yêu thương. Cha mẹ là người thầy đầu tiên dạy con nên người. Hãy vì chính mình mà làm gương cho con cái noi theo. Hai trải nghiệm trên có thể đúng với hoàn cảnh người này, nhưng có thể không đúng với hoàn cảnh người khác. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể linh hoạt áp dụng cho từng trường hợp khác nhau. Với tấm lòng vị tha và lòng yêu thương con vô bờ bến của người làm cha mẹ. Nhà của ta, nhà của con, về nhà của mình đi bạn. Xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị và các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng luận bàn về cái nhà mà mình đang sống.
Nhà là nơi lưu giữ hạnh phúc, cũng là nơi đau buồn. Nhà là nơi vợ chồng con cái sum vầy, cũng lại là nơi phải chia xa. Nhà là nơi để ở, là gia đình, có thể là mái ấm của ai đó, nhưng chưa hẳn là tổ ấm của rất nhiều người. Nhà của ta, nhà của con, chuyện đời của ta, chuyện đời của con. Nó là câu chuyện riêng của mỗi người, và chúng ta cứ chất chứa mãi trong lòng chưa có dịp để giải bày, chia sẻ, phải không các bạn? Mở đầu chương trình là chia sẻ của bác Tâm, gửi đến chương trình Triết Lý Vàng. Xin được chia sẻ cho quý vị độc giả như sau. Các bạn già của tôi ơi, giờ là 1 giờ sáng. Tôi đã về đến nhà của tôi. Trong bao nhiêu năm chỉ có thể về thăm được vài lần. Giờ thì tôi xác định về nhà ở luôn. Khi nào nhớ con cháu thì chỉ có đi thăm chơi. 1 giờ sáng, mở cửa vào nhà dù chỉ có một mình, nhưng tôi thấy thật là ấm áp, vì đây mới chính là nhà của mình. Một cảm giác thật là vui. Bao nhiêu năm ở với con, chúng nó không để tôi thiếu thốn thứ gì. Nhưng nhà của con vẫn là nhà của con các bạn già ạ. Các bạn già của tôi nghĩ sao thì tôi không biết. Chứ riêng tôi độc lập tự do là hay nhất, các bạn già ạ. Dòng tâm sự thật cảm xúc sâu lắng và chân thành, khiến tôi nghĩ đến mình cũng giống như thế. Đóng cửa nhà lên thăm con chỉ mới vài ngày, đã thấy muốn quay trở về nhà rồi. Dù con hiếu thảo đối xử tốt vẫn cứ muốn về nhà của mình. Tôi có mấy đứa cháu ở thành phố, chúng sinh con, và thế là chúng rước hai ông bà đi lên ở với lý do cho ông bà đi du lịch thành phố một lần cho biết với người ta. Nhưng thực chất là lên trông giữ cháu để chúng đi làm và có thời gian riêng để thực hiện những dự định của chúng. Thế là tôi cũng khăn gói lên thành phố theo lời của con. Hàng ngày ông bà cứ quanh quẩn trong căn nhà với mấy đứa cháu, chẳng thấy an nhàn thảnh thơi là đâu, mà bận bịu suốt ngày. Du lịch thành phố kiểu 4 bức tường là thế. Không biết vậy là có hiếu hay bất hiếu, chúng không hiểu được cảm giác của cha mẹ già. Ngày xưa thế hệ của chúng mình sinh con cái, tự lo tự chăm sóc, đâu có ai đem con giao cho ông bà giữ chăm, hay rước cha mẹ lên nhà để ôm lấy cái trách nhiệm đó. Tóm lại ta phải tự chủ, đừng để chúng ỷ lại. Lên thăm con cháu thì tốt, ở nhà nuôi cháu thì miễn bàn. Ai ở nhà đấy thế mới không sứt mẻ tình cảm. Khi đọc dòng tâm sự của bạn mình xong, tôi thử người ra mà suy nghĩ quả thật là rất đúng. Chỉ có trở về nhà của mình thì mới là chính mình. Mình mới có thể thoải mái thực sự muốn làm gì thì làm. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ. Kéo cái ghế bố hay cái võng ra sân mà nằm thành thơi. Ra sáu bếp nấu tô mì gói, pha một ấm trà ngồi thư thả mà nhâm nhi. Không sợ ai làm phiền, và cũng không phiền tới ai. Nhà của mình chính là nơi hạnh phúc nhất. Trong cái không gian bé nhỏ ấy, ta sống với biết bao kỷ niệm thân yêu với người bạn đời từ lúc thanh xuân, với con cháu khi chúng vừa mới chào đời cất tiếng khóc oe oe. Mỗi góc nhà, mỗi một không gian đều chất chứa biết bao kỷ niệm khó quên. Mỗi lần đi du lịch đâu xa cũng vậy, mặc dù là ở khách sạn 4 năm sao sang trọng, nhưng sự thoải mái sung sướng vẫn là cái nhà của mình. Căn phòng và chiếc giường ngủ của mình vẫn là số 1, phải không các bạn? Ngôi nhà ấy là nhà của mình, là từ đồng tiền mồ hôi công sức của cả hai vợ chồng bao nhiêu năm trời chắt chiu dành dụm để mua nó. Từ lúc hoang sơ sống trong đói nghèo, không có cái nhà để ở, phải sống nhờ vào cha mẹ, thậm chí là phải thuê trọ để sống qua ngày. Cùng cực khổ sở và cố gắng bao nhiêu năm trời, chỉ mong tạo được mái ấm cho riêng mình. Thế nên giấc mơ bé nhỏ ngày ấy là làm sao có được một căn nhà bé bé. Nhà tranh vách lá cũng được, nhà cấp 4 cũng chả sao. Nhà mái tôn vách ván cũng là mừng lắm rồi. Nào dám mơ ước gì cao sang nhà lầu hay biệt thự. Căn nhà nhỏ cho một mái ấm, cho những đứa con và nuôi dưỡng chúng nên người. Sống vì con,
hy sinh cũng vì con. Đó là nguyện ước của các bậc làm cha làm mẹ. Hạnh phúc gì bằng khi được trở về nhà, sống trong căn nhà của mình và chết cũng trong ngôi nhà của mình. Các bạn già ta ai cũng rất mong muốn như thế khi các con lớn lên và lần lượt rời xa chúng ta để đến với căn nhà riêng của chúng nó. Nhà của cha mẹ là nhà của các con, nhưng nhà của các con chưa thể là nhà của cha mẹ được. Điệp khúc ấy được lặp lại khi các con ta lớn lên. Chúng cũng muốn có không gian của riêng mình, là nhà của mình, chứ không phải là nhà của cha mẹ nữa. Thế thì ta phải cảm thông và nhìn thấu đáo việc ấy, với một tấm lòng bao dung để chia sẻ và ủng hộ chúng. Ngoài đời thường khi con cái có gia đình riêng, thường ở xa, đứa muốn đi thành phố sinh sống, đứa mộng cao muốn ra nước ngoài định cư, hiếm khi có đứa nào muốn gần gũi cha mẹ để chăm sóc, phụng dưỡng. Thế là những dịp gặp gỡ gần gũi với con cháu cũng vì thế mà xa dần. Thậm chí hàng năm trời mới gặp nhau. Thời công nghệ nên chúng chỉ muốn dùng điện thoại thay cho tình cảm, dùng lời nói thay cho nghĩa tình, dùng tiền bạc thay cho phụng dưỡng. Thế nhưng cha mẹ nào có ai trách cứ chuyện đó. Rất nhiều trường hợp ông bà phải lặn lội đường xa để lên thăm con thăm cháu. Mượn tiếng là đi thăm cháu, nhưng trong lòng là thương nhớ đứa con của mình, vì nuôi nó từ nhỏ cho đến lớn. Bây giờ xa nhau thì lòng nhớ thương. Mấy đứa cháu thì thăm vui chơi một chút thôi, chứ sao bằng con của mình được. Nhiều cụ ông cụ bà còn khăn gói lên ở hẳn với con để giữ cháu, với lý do là cho con có thời gian đi làm và lo cho sự nghiệp. Hy sinh tuổi già đến thế là cùng. Thế là đóng cửa nhà ở quê, cụ bà đi thì cụ ông cũng theo. Nếu không theo thì cụ ông đành lùi thùi ở nhà một mình. Khi nào bà xong nhiệm vụ thì sẽ về, có khi đến hạn 3 năm trời khi cháu đã lớn. Lúc đó hai cụ đã rất yếu rồi, quãng đời còn lại bao nhiêu năm nữa để sống, để vui. Chị hai tôi lên thành phố nuôi cháu, sau nhiều năm trở về đã có đôi dòng chia sẻ: thương con nên phải thương cháu, mình hy sinh cả đời vì chúng có tính toán gì đâu, nay lại hy sinh đến phần cuối cuộc đời cũng gồng mình mà cho hết. Vui vì giúp được con bớt phần nào lo toan, buồn vì tuổi già sức yếu không thể tự lo cho mình, sống chết mai nay lúc cuối đời lại phải làm phiền đến các con. Chúng giàu ta có cái vui cái buồn của giàu, chúng nghèo ta có cái lo cái khổ của nghèo. Nếu thấy không thoải mái trong lòng thì về nhà của mình đi, đừng ép mình như thế mà chỉ khổ thân và làm con cái khó xử. May mắn là còn có nhà để về, nếu nhà bà bán rồi thì về đâu, về đâu. Rất nhiều hoàn cảnh rơi nước mắt khi cha mẹ bán nhà theo con lên thành phố, rồi phải sống trong cảnh giờ khóc giờ cười. Không có được cái căn nhà riêng cho mình thì chúng ta sẽ mãi mãi khổ. Vì thế đừng ép buộc bản thân thái quá. Bạn còn lại bao nhiêu thời gian? Con cái cũng có suy nghĩ và mong ước riêng của chúng, cũng giống như chúng ta ngày xưa mà thôi. Nhà của cha mẹ là của cha mẹ, đâu phải là nhà của mình. Lớn lên đứa nào cũng muốn sống riêng. Đứa khá giả có tiền thì tự mua nhà, đứa nghèo khổ thì nhà nhỏ, nhà thuê, hoặc đành bó bụng ở chung với cha mẹ. Đó, bạn thấy không, nhà của cha mẹ luôn là nhà của các con đấy. Nhưng chúng cũng đâu muốn sống mãi với chúng ta như thời thơ ấu. Nói chung nếu có điều kiện thì tốt nhất là nhà ai nấy ở cho khỏe, khỏi phải suy nghĩ nhiều, ở chung sinh lắm chuyện phiền phức. Khi con ở nhà cha mẹ thì mọi thứ nhẹ nhàng, chúng muốn làm gì cũng được, ăn ngủ thoải mái, vì đó là cha mẹ của mình. Mà tình yêu thương ruột thịt nó sâu đậm như thế đó. Nhưng khi cha mẹ già yếu, sống ở nhà con cái thì lại khác. Khác ra sao? Khác như thế nào? Chẳng phải là do tâm lý người già đâu nhé. Nhiều khi người ta cứ ngỡ rằng mấy ông bà già khó tính không ở được lâu với con với cháu, hoặc là con cháu bất hiếu xem cha mẹ như ô xin, hoặc là nhà có người xưng là dâu rể lời ra tiếng vào. Tất cả đều là không đúng.
nghĩ như vậy là nghĩ cạn chưa có sâu. Cha mẹ hy sinh cả đời vì con còn không tiếc, cuối đời hy sinh nốt cho chúng cũng chẳng sao. Ở đây con nghĩ về khía cạnh của trái tim. Tình yêu thương thực sự trong một gia đình là biết nghĩ đến nhau một cách chân thành. Ví như cha mẹ đã già yếu rồi, hãy để họ sống vui vẻ thanh thản cuối đời trong căn nhà kỷ niệm của họ. Đó mới là sự trân trọng. Đừng vì chút lợi ích riêng tư mà đưa cha mẹ vào thế khó xử. Ngôi nhà là niềm vui, là kỷ niệm cuối cùng trước khi họ mãi mãi ra đi. Về cha mẹ, hãy để con sống tự do, đừng níu kéo, đừng ràng buộc trách nhiệm với chúng. Già thì có bản lĩnh của già, già thì có cái tâm càng rộng càng vững. Thế nên mọi quyết định của ta sẽ là con cháu nên hay hư, hãy để chúng sống riêng trong ngôi nhà của chúng, giống như ta ngày xưa. Chúng hạnh phúc thì ta hạnh phúc, chúng sống tốt thì ta sống tốt, chúng sống vui thì ta mừng, chúng khổ thì ta lại càng lo thêm. Lên sống nhà con dĩ nhiên là không thoải mái rồi, vì thiếu cái không gian riêng tư, không giống như cái nhà của mình. Già rồi ngày ăn bao nhiêu, ngủ bao nhiêu, vật chất có cần gì xa xỉ hào nhoáng. Già rồi chỉ mong sống trong an lạc. Thế nên nhà con chỉ có thể là ở ngắn hạn, thăm cháu nhớ con thì được, chứ đừng ở chung với chúng là không nên. Hãy để tuổi già tự do trong cái tự do còn lại ít ỏi này. Nhà của cha mẹ là nơi trú ẩn của con. Rất đúng khi các con xa cơ thất thế, hãy trở về nơi mình sinh ra. Nơi đó sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón bạn trở về, dù trong bất cứ hình hài nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhiều bậc cha mẹ luôn tâm niệm là phải giữ lại cái nhà để thờ cúng. Các anh chị, các con cháu nó còn có nơi để mà về. Chưa kể người ta nói nhà cha mẹ để lại mà bán đi, con cái dễ bất hòa tan đàn xẻ nghé. Thời kinh tế sốt đất sốt nhà, từng có người vào gạ bố mẹ tôi bán căn nhà mặt tiền đang ở với giá ngất ngưởng, và gợi ý ông bà nên mua một căn nhà khác bé hơn để giữ ra một số tiền lớn mà dưỡng già. Bố mẹ tôi đã từ chối, dù cuộc sống của ông bà chẳng sung túc dư giả là bao nhiêu. Chúng tôi biết ơn dụng ý sâu xa của mẹ khi cùng bố quyết định giữ lại ngôi nhà nơi ra cho anh chị em tôi quãng đời niên thiếu ấm êm đẹp đẽ. Nay lại rộng cửa đón chúng tôi trở về, che chở ôm ấp những khi hôn nhân trái gió trở trời. Ngôi nhà của cha mẹ để lại không chỉ là nơi lưu dấu kỷ niệm của gia đình, mà có khi còn là cứu cánh cho những đứa con đang gặp khó khăn. Một ngôi nhà bán đi bị chia năm xẻ bảy có thể là bi kịch của nhà này, nhưng cũng có thể là chiếc phao giúp cho nhà khác qua cơn bi cực. Nhất là khi bố mẹ đã già, chưa kể ăn nhiều chứ ở hết bao nhiêu. Với tôi, giữ lại căn nhà của cha mẹ là giữ cho con cháu một cuốn sử và quý giá, thứ mà chẳng bạc tiền nào có thể bán mua. Có câu, nhà của cha mẹ là nhà con cái, nhà của con gái chưa bao giờ là nhà của cha mẹ. Sinh con là nhiệm vụ, nuôi con là nghĩa vụ, nhưng dựa vào con là sai lầm. Bạn già ơi, về nhà của mình đi. Bạn nghèo thì sống thanh đạm một chút có sao, khá giả thì sống dư giả một chút cũng tốt. Giàu thì sống theo giàu, nghèo thì cứ sống theo nghèo, miễn sao ta cảm thấy thoải mái là tốt. Về nhà của mình đi bạn, vợ chồng già hù hì có nhau, sống cả đời, chết cũng trọn đời. Dẫu một mai người bạn đời mãi mãi xa đi, thì nơi đây vẫn còn là kỷ niệm đẹp để ta sống nốt quãng đời còn lại. Căn nhà là nơi vĩnh hằng của chúng ta, những người già, và là nơi ta sẽ dừng lại. Về nhà của mình đi bạn, đừng lo nghĩ chuyện con cái nữa. Chúng có cuộc sống của chúng và sẽ tự lo được cho mình. Nếu có hiếu nhớ cha nhớ mẹ, tự khắc chúng sẽ trở về nhà mà thôi. Đừng tự làm khổ bản thân nữa, hãy sống tốt quãng đời còn lại. Đó chính là thứ tình yêu cao cả nhất ta dành cho các con của mình lúc cuối đời. Về nhà của mình đi bạn, đâu cần nhà cao biệt thự to, xe đẹp lắm của nhiều tiền để gắng gượng hưởng thêm chút khoái lạc trần gian, để rồi giam mình trong ngục tù tăm tối,
càng sống giản đơn giản, ta càng biết trân quý cuộc sống và tìm được niềm vui an lạc. Đó chính là cái đích cuối cùng của tuổi xế chiều. Về nhà của mình đi bạn, con đường về quen thuộc, căn nhà nhỏ, mảnh sân con, bàn thờ gia tiên, chiếc giường cũ, căn bếp ấm áp, cái bàn cái ghế gỗ mộc mạc, với chén đũa chay ngày nào ta cùng các con quây quần bên bữa cơm đạm bạc. Giữ gìn chúng là giữ hồn tâm của mình, sống trong kỷ niệm xưa cũ, khiến tâm ta bình yên hơn, nhẹ nhàng hơn và nghĩa tình hơn. Về nhà của mình đi bạn cũng là lời nhắc nhở bản thân và các con của mình. Cha mẹ về nhà của mình, về nhà của mình đi các con. Cha mẹ ổn không cần lo cho cha mẹ nữa đâu. Nhà của ta, nhà của con cũng là cái nhà vô tri vô giác, còn đó rồi sẽ tan biến. Chỉ có tình yêu thương mới bền vững và tồn tại vĩnh cửu. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn giả ta thân tâm an lạc.